mà bữa nay nó đẹp quá trời, như ngực nhỏ luôn, thấy không? Dạ. Thấy thấy, thấy đúng như bác nói không? Quá đẹp luôn. Bữa hỏi em về, em nói đặt size 230 ai cũng nói nhỏ mà. Nó cái gì nó vừa. Tại vì người ta nghe cái con số, người ta thấy nó nhỏ quá nhưng mà chưa có hình dung ra được cái mô ngực mình nó nhiều. Rồi cộng thêm cái khoang ngực của mình nó nhỏ nữa. Thấy giờ rất là hài lòng, thấy chưa? Mà nghe bác tư vấn này nghe thấy sợ phải không? Rất là đẹp nha. Bây giờ của mình là gài hết tất cả các nút lại ở trên đai vừa sức thôi, nhớ nắm kéo gì để cho nó đều với lại nha. Em muốn cái này có hơi xuống xíu nè, còn hơi cao quá không? Tí thôi chứ không xuống gì. Dạ. Tại cái chân ngực của mình nó nằm vậy. Dạ. Nha. Vết thương cũng khô rồi đó. Nha. Dạ. Một ngày. Có thể là mấy bạn cắt xen kẽ cho bác nha. Dạ. Nha. Cắt xen kẽ cho bác cái phụ mũi nằm khô khô dưới này nè. Dạ. Xen kẽ bác nha. Chắc là chị làm em cắt xen kẽ rồi bữa nay cắt được luôn. Không, có những mũi khô mình sẽ cắt sớm được nha. Dạ. Sẽ kẹp đẹp. Dạ rồi. Về thấy cũng đẹp phải không? Dạ. Hài lòng không? Hài lòng nhiều lắm không? Dạ hài lòng. Rồi về nó có đau nhiều lắm không? Dạ không, tới nay là hết đau rồi, tự ngồi lên mà xuống rồi. Cái ngày sau mổ đó nó đau nhiều không? Dạ ngày sau mổ thì đau. Nhưng mà mình cũng đi tới đi lui được. Dạ phải đúng không? Rồi. Cái trong phòng của mình anh em tới đi lui là đi được. Rồi, rồi về có bắt tiện gì lắm không? Dạ, về không. Nhà cũng bình thường, nghe thấy cũng dạ. Sinh hoạt bình thường hết, tất cả đều ok hết. Dạ. Nha. Rồi nếu mà ai mà thấy đẹp giới thiệu cho bác nha. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều nha. Em làm ở đây rồi giới thiệu lại nha. Nhưng mà thấy giới thiệu cái lời giới thiệu đó là thấy xứng đáng phải không? Dạ. Mà giá cả của bác làm cũng hợp lý nha. Dạ. Rồi. Rồi mấy bạn giới thiệu cho bác. Dạ. Rồi.